Là bộ già mà em đang ghép và gửi cho anh Vĩnh ở Đồng Nai. 5 6 7 6 7 Chào các bác và anh em nhé. Trong ngày đầu xuân năm mới thì anh em chúng em đang ghép một bộ dàn loa Rode 1000 kết hợp với đẩy DLMS và một bộ mic với kép 3-1 cho anh Vĩnh ở Đồng Nai. Và anh Vĩnh ở Đồng Nai thì đầu năm anh ấy đã đặt anh em cho em một cái bộ dàn combo, và bây giờ em đang lên video và phối ghép cho anh cũng như là test chất âm để anh có thể thưởng thức cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa Rode 1000 của mình. Và với cái bộ dàn này thì chỉ 3 thiết bị cơ bản thôi, các bác và anh em chúng ta sẽ có thể trải nghiệm được một cái chất âm. Thứ nhất đó là về mặt nghe nhạc, các bạn và anh em sẽ có một bộ dàn nghe nhạc rất là tuyệt vời với hai giải loa bass 20, một giải loa trung và hai giải loa tép, với một chiếc loa tép mành cũng như một loa chiếc loa tép đòm. Như thế thì khi mà các bạn anh em chúng ta nghe nhạc không lời hay là những bản nhạc bolero ấy, thì cái giải tép nó rất là sáng, nghe nó sẽ rất là len cái lên tách khi mà chúng ta cảm nhận đó. Ngoài ra thì với dòng này thì các anh em chúng ta cũng có thể chơi những cái bản nhạc mạnh nữa đó, và chơi rất là đa dạng. Và khi mà chúng ta ghép đồng bộ như này thì chất âm nó sẽ ra được hoàn hảo, nhưng tuyệt vời nhất. Và đặc biệt do cái thiết kế của cái dòng 1000 Plus là dạng thân đứng này thì để trong không gian gia đình nhà mình rất là đẹp đó. Và khi mà anh Vĩnh đặt ở trong cái không gian gia đình anh thì chắc chắn nó sẽ rất là phù hợp. Và anh cũng đã theo dõi những nhà nghiên cứu những cái dòng loa ở bên em rồi, và đây là bộ dàn mà anh rất là kết cũng như rất là ưng ý. Và với một chiếc đẩy DLMS kết hợp vào một bộ mic thì chúng ta có một bộ gọi là trung tâm điều khiển, nó rất là dễ dàng sử dụng, chỉ việc tăng giảm music, tăng giảm mic hay là tăng giảm phím echo, độ vang nhại ở đây, và sau đó bật mic lên là hát thôi, rất là đơn giản. Và tất cả mọi thứ chỉnh dưới này thì nhà em đã chỉnh sẵn rồi, anh Vĩnh về chỉ việc bật lên là sử dụng thôi. Và với rất là nhiều các cổng kết nối như là cổng quang, bluetooth, usb đó, và hai cổng aux để các bạn anh em có thể link sang các thiết bị khác, hoặc là chúng ta kết nối với các thiết bị khác, nó rất là đơn giản dễ dàng. Và bây giờ em sẽ mời các bạn anh em thưởng thức cái chất âm đến từ bộ dàn của anh Vĩnh ở Đồng Nai nhé. Và đầu xuân năm mới cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng cũng như là mỗi sản phẩm của Bóng Đông. Đây là chân mic với cái bài 1 sau khi một cái đã vào đẩy DLMS này vào một đôi loa G1000 Plus nhá. Đây là bộ dàn mà em đang ghép và gửi cho anh Vĩnh ở Đồng Nai đây. Với chất âm này thì hát rất là tuyệt vời. Các bạn chỉ 3 thiết bị thôi. 1 2 5 6 7 6 7.